Cho con hỏi, có phải kiếp này xuất gia trở thành tu sĩ tỳ kheo là do nhân duyên gieo của nhiều kiếp liên tục? Xin thưa là mình nên tránh cái suy nghĩ đó, tại vì không có một cái bài kinh nào nói như vậy hết. Nhớ giùm, không có kinh nào nói như vậy, thì làm ơn làm phước đừng có suy diễn. Cái thứ hai là đừng để mình tránh cái tâm lý đổ thừa đó. À, tức là do tôi đời trước tôi không có gieo duyên, thành ra đời này tôi tu không được, thành ra là thôi đời này tôi ráng tôi tạo phước rồi tôi nguyện thôi đời sau để cho tôi có cơ hội tôi tu. Nhưng mà quý vị biết cái kiểu đó là đời sau cũng không có tu được, không có đời nào tu quý vị tu được hết trơn. Cứ cái kiểu là tôi muốn tu đó, nhưng mà thôi bây giờ thì là tại bởi cho nên tôi tu không được, thì thôi tôi ráng là mong đời sau tôi cũng được tu, kiểu như vậy là không bao giờ tu được. Nha, tránh cái tâm lý đổ thừa. Giống như bố thí vậy đó, đời này tôi không bố thí gì, tại đời quá khứ tôi không có bố thí cho nên đời này vậy. À, quý vị nói là đời do nhiều đời nhiều kiếp có xuất gia cho nên đời này mới được xuất gia, nhiều đời nhiều kiếp không xuất gia cho nên đời này cũng không xuất gia được. Cái đó nó có chứ không phải không có, nhưng mà nó có với cái chuyện một hai câu chuyện trong kinh, chứ không phải lấy cái đó để mình gom cho gọi là quơ đũa cá nắm được. Trường hợp pháp giá nó là không xuất gia được là nó thiệt, nhưng mà không phải đó là do nhiều đời nhiều quý vị nói. Còn quý vị nói như vậy, tôi hỏi quý vị một câu, như vậy vậy cái lần xuất gia mình trở về vô thủy vô chung đời quá khứ đi, về cái lần xuất gia đầu tiên á là cái gì, cái lần xuất gia đầu tiên là cái gì? Bây giờ nói vậy nó khó hiểu nè. Bây giờ ví dụ như cái người ăn trộm nè, cái thằng ăn cắp vặt, phải nó ăn cắp vặt quen tay á, nó đúng rồi. Nhưng mà cái lần đầu tiên nó ăn cắp là đâu phải quen tay. Như vậy mình trả thời gian lại về vô thủy vô chung quá khứ đây. Như vậy cái lần đầu tiên xuất gia trong giờ quá khứ là cái gì, thì mình cứ coi như lần này là lần đầu tiên mình xuất gia đi, trong vô thủy cho như là trăm bồ dễ luôn. Giờ tôi cắt từ quá khứ, là quá khứ tôi không tính luôn, coi như là từ quá khứ quý vị chưa tu luôn thì mình tu lần này lần đầu. Để gì, để đời sau có đời đời vị lai nữa, có kiếp mình làm người mình tu nữa là lần thứ hai đúng không, tới lần thứ ba lần thứ tư. Như vậy cái lần thứ nhất là tại sao tu được, đâu có nhân duyên vô lần thứ nhất chứ. Quá ông nhân duyên giống như cái người ăn trộm ăn cắp nó ăn cắp quen tay đúng, nhưng mà cái lần thứ nhất của nó đâu phải quen tay. Cái lần thứ nhất quen tay gì? Con người suối nè, hay là thiếu thốn gì đó nó lấy nè, dần dần đâu phải quen tay nữa. Thì cái lần thứ nhất thức gia đâu phải do cái gọi là gieo duyên nhiều kiếp nữa, nên á mình xuất gia hay không mà vô mình á. Còn chuyện mà ví dụ như hấp giá nè, thì xuất gia cái đi kiếm y bò cái cũng chết thì nó chịu rồi. Hay là cái anh về lột cái mái nhà cho mẹ xong xuất gia cái té chết nó chịu. Còn mình không nhăn mình nó tu tu được vô nghiệp, mà mình thực ra mình không có ráng sức, mình không ráng sức, mình chưa bỏ nhà nữa, mình chưa làm gì hết mà mình cứ ở tu tu không được. Giống như mình có tiền mình mua đồ ăn ngon mà mình cứ mua đồ ăn dởm dởm mình ăn, rồi cái mình nói tại tôi nghèo á. Vậy Sư hỏi quý vị, cái tâm quý vị có sẵn sàng vì cái chuyện xuất gia mà quý vị chết không? Đó là một cái dạng tâm lý thôi. Mình không dám bỏ cái mình đang có để mình đi tu thì đừng có đổ thừa. đúng rồi.